Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Quảng Ninh đã thành lập ban chỉ đạo ở cấp huyện và cấp xã. Hàng năm, căn cứ kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho từng địa phương. Với nguồn lực hơn 14,4 tỷ đồng huy động được từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và hơn 200 tỷ đồng huy động từ chương trình vay vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, huyện đã chỉ đạo cả phòng chuyên môn, cả đơn vị liên quan triển khai thực hiện 5 dự án đồng bộ có hiệu quả, gồm đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, truyền thông về giảm nghèo và thông tin, nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình. Từ năm 2021 đến năm 2023, cả dự án đã đầu tư hơn 3,4 tỷ đồng để hỗ trợ cả mô hình nuôi bò, gà, dê, lợn và trồng trọt cho hơn 400 hộ nghèo. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo. Trong năm nay, huyện cũng đã thẩm định và phê duyệt 18 mô hình sản xuất cộng đồng với gần 4 tỷ đồng, ưu tiên cho hộ nghèo và cận nghèo có chủ hộ trong độ tuổi lao động. Từ cả hộ gia đình này sẽ giúp đỡ cả hộ khác về kinh nghiệm sản xuất và kinh doanh. Các cấp các ngành là hỗ trợ gia đình chúng tôi cho vay vốn làm trang trại chăn nuôi để vượt khỏi nghèo cho các con em ăn học. Những nhà hảo tâm đã cho gia đình chúng tôi là 50 triệu đồng xây nhà tránh lụt bão. Tôi rất cảm ơn là các cấp các ngành đã quan tâm đến gia đình chúng tôi. Bên cạnh việc tích cực đẩy mạnh tuyên truyền cả chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo, xã Võ Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể nhằm ưu tiên tạo điều kiện để cả hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ cả nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước. Khuyến khích động viên các hộ mạnh dạn đầu tư cả mô hình phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, trồng cả cây ngắn ngày phù hợp, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến cuối tháng 10 năm 2024, theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh, xã Võ Ninh chỉ còn 50 hộ nghèo, chiếm 2%, 60 hộ cận nghèo, chiếm 2,3%. Trong thời gian vừa qua, thì Ủy ban nhân xã đã tập trung hướng dẫn các bà con trong diện cần phải xóa đói giảm nghèo trong năm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Ủy ban nhân xã tích cực chủ động liên hệ với các trung tâm để tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Bước đầu, những cái hộ nghèo này đã có cách làm ăn, rồi phương thức chuyển đổi và thực sự là xóa nghèo bền vững. Thời gian sắp tới chúng tôi tiếp tục là tuyên truyền, vận động và tập huấn chuyển giao các tiến bộ, trong đó là việc cái cách làm mới về nuôi trồng thủy sản rồi chăn nuôi để bà con tiếp cận và tiếp tục thực hiện các mô hình làm ăn, tiến tới là cái xóa đói giảm nghèo bền vững. Những năm qua, cả chính sách giảm nghèo được cả cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn huyện Quảng Ninh tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được tạo điều kiện hỗ trợ về kiến thức, kỹ năng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ nhà ở, sinh kế để tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần nâng cao đời sống. Mỗi năm có hơn 2.000 lao động trên địa bàn huyện được tạo việc làm sau cả khóa đào tạo nghề. Hiện tỷ lệ hộ nghèo còn 3,2%, giảm hơn 1.000 hộ so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ hộ cận nghèo cũng giảm xuống còn 3,2%, giảm hơn 1.000 hộ so với đầu nhiệm kỳ. Để đảm bảo mà đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và đặc biệt là thông qua cái việc giảm nghèo để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, nâng cao đời sống cho người dân thì quan trọng nhất là thì vai trò sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền địa phương cơ sở. Thứ hai, người dân là trung tâm. Chính vì vậy là thì việc tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức, nhận thức cho người dân là một trong những yếu tố quan trọng. Người dân là đồng thuận và thực hiện một cách là tự giác và có hiệu quả. Cái thứ ba đó là thực hiện phối kết hợp giữa các cái chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là triển khai các mô hình sinh kế ở trên địa bàn để người dân tham gia, người dân là quyết định và người dân thụ hưởng.
Những bước tiến quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững tại huyện Quảng Ninh là minh chứng rõ nét cho nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương trong việc cải thiện đời sống và phát triển kinh tế. Đặc biệt, hiệu quả từ cả chương trình hỗ trợ sinh kế và tạo việc làm không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho cả hộ nghèo mà còn hướng đến một cuộc sống ấm no và hạnh phúc.